Hello, xin chào các bạn, đây là Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 6 năm 2021, là cuối tuần, ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng chừng là 1 giờ trưa, nghĩa là bây giờ đã là ngày Chủ nhật tại Việt Nam rồi. Thì chúng ta thì được giá Bitcoin đó, cuối tuần này cũng tương tự như là những cái cuối tuần cách đây khoảng chừng là 3-4 tuần. Cuối tuần nào chúng ta cũng thấy có một màu đỏ kéo tới trong tuần, thì chúng ta thì được giá cả có cái sự hồi phục lại từ từ. Nhưng mà cuối tuần đó thì chúng ta lại thấy hiện tượng giống nhau. Trong vòng mấy tuần vừa qua, cuối tuần thì giá lại đi xuống, và chúng ta thì được là cuối tuần này cũng không có ngoại lệ, giá cả đây xuống từ cái mức là ngày hôm qua là khoảng chừng là 37.500, sau đó xuống tới mức thấp đó là chỉ còn có 34.637, trước khi mà hồi phục trở lại cái mức bây giờ là khoảng 35.750. Thì cũng tương tự như những cái cuối tuần trước đó đó các bạn, thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy được rất nhiều những cái đồng ổn định được đẩy lên trên những cái sàn giao dịch. Chúng ta cũng đã nói tới thông tin này rất nhiều, và ngày hôm qua đó thường cũng đã chia sẻ với các bạn liên quan tới đột ngột lại có nhiều giao dịch đẩy đồng ổn định lên trên những cái sàn, khiến cho các bạn thì được giá cả lại có cái sự đi xuống ngay sau đó, cũng tương tự như nhiều tuần trước đó. Thì mỗi lần mà chúng ta thấy được là cái thông tin này, giống như là các bạn thấy được là đây là cái tài liệu liên quan đến là chúng ta có 165 giao dịch đẩy đồng ổn định lên trên những cái sàn. Thì điều này là gì? Có nghĩa là các bạn thấy được phần lớn đó là những cái đồng ổn định bây giờ là trên mạng lưới của Ethereum, có nghĩa là trong vòng một lốc thời gian đó là khoảng chừng là 13 giây, trung bình là khoảng chừng 13 giây là một lốc của Ethereum. Thì trong thời gian đó đã có 165 giao dịch đẩy đồng ổn định lên trên những cái sàn. Thì các bạn thấy được, chúng ta thấy là thời điểm này là 165, thời điểm này là 172, thời điểm này là 277, có nghĩa là chúng ta thấy có rất nhiều đồng ổn định đẩy lên sàn. Thì có hai điều sẽ xảy ra sau đó. Thường khi chúng ta thấy được là nhiều đồng ổn định đẩy lên trên sàn đó, là một là chúng ta sẽ thấy hiện tượng là giá cả tăng sau khi mà có nhiều người đẩy đồng ổn định lên trên sàn. Tại vì nhiều người nghĩ là đẩy đồng ổn định trên sàn thì đương nhiên dùng để mà mua, nhưng mà cũng có thể là tại vì có nhiều người nghĩ là giá cả đi xuống, hay là có một số người có thể họ đã biết được là giá cả sẽ có một cái đợt điều chỉnh, cho nên họ mới đẩy đồng ổn định lên trên sàn để mà chờ sẵn khi mà giá xuống để mà mua. Thì chúng ta thấy được là hiện tượng của mấy tuần vừa qua thì cũng tương tự. Mỗi lần mà chúng ta thấy có cái hiện tượng là nhiều giao dịch đẩy đồng ổn định lên trên sàn thì giá cả lại đi xuống, và sau đó các bạn thì đã ổn định lại ở mức nào đó. Đây là có thể mức này các bạn thấy được là nhiều đồng ổn định là được dùng để mà đi thu mua Bitcoin, thu mua những cái crypto khác. Thì đương nhiên khi mà chúng ta thấy được là Bitcoin xuống giá thì những cái đồng lớn khác cũng đi theo xu hướng của Bitcoin. Thậm chí nhiều đồng đi xuống còn nhiều hơn Bitcoin nữa. Trong cái thời gian có thể nói là 2 tuần vừa qua thì những cái altcoin đi xuống nhiều hơn Bitcoin. Chúng ta thấy được là chúng ta nhìn vào Bitcoin đi, thì chúng ta thấy được là trong vòng 24 giờ qua xuống 4.1%, nhưng mà trong vòng 7 ngày qua, một tuần qua thì giá Bitcoin trên thực tế cũng tiếp tục đi hàng ngang. Các bạn thấy được chỉ xuống một tuần qua chỉ xuống có 2.9% mà thôi. Khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của Bitcoin đó, các bạn thấy chúng ta chuyển qua biểu đồ nến ngày đi, thì trên căn bản Bitcoin vẫn tiếp tục đi ở trong cái xu hướng là đi ngang. Và như thường đã chia sẻ với các bạn đó, xu hướng đi ngang là cái xu hướng mà nhiều người không thích nhất. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà giá tăng mạnh thì đương nhiên nhiều người vui, nhưng mà nếu như giá xuống mạnh đó, thì ít ra những người nào mà chờ đợi để họ có thể mua được giá rẻ, họ có thể thu mua. Nhưng mà khi mà giá cái đi hàng ngang đó, đi hàng ngang càng lâu, nhất là các bạn thấy được là mỗi lần mà chúng ta thấy giá hồi phục lại bị đẩy xuống, giá hồi phục lại bị đẩy xuống liên tục như vậy trong một thời gian dài, thì đây là cái thời điểm mà nhiều người chán nản nhất và bỏ cuộc. Các bạn thấy được là tình hình này đã xảy ra hồi năm 2018, khi mà giá đi hàng ngang ở cái thời điểm là từ tháng 8 năm 2018 cho đến tháng 11 của năm 2018 ở mức là khoảng 6.000 đô. Thời điểm đó là thời điểm mà nhiều người chán nản nhất. Nhưng mà ngay sau đó, khi mà tới cái thời điểm năm khoảng 11 đó, thì giá cái đột ngột đi xuống từ 6.000 còn 3.500 đô. Thì đây là cái thời điểm mà nhiều người chờ đợi đã lâu, cho nên các bạn đều được là từ thời điểm đó giá cả đã từ từ ổn định lại ở mức là 3.500 đô, và từ đó đi trở lên. Các bạn thấy được là chúng ta hiện bây giờ ở thời điểm là 30.000 cho đến là 40.000, là thời điểm này đi hàng ngang càng lâu, thì đừng nghĩ là thời điểm này là thời điểm mà nhiều người sẽ bỏ cuộc nhất. Nếu như mà cứ kéo dài, có thể kéo dài được bao nhiêu lâu, thì chúng ta thấy được là thực ra Bitcoin hàng ngang đã là 3 tuần rồi, hết tuần tới đây là 4 tuần, nghĩa là đúng 1 tháng Bitcoin có thể đi hàng ngang. Trong năm 2018 có thể lên tới 3 tháng. Đây là một những điều mà Thuận đã chia sẻ với các bạn. Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý trong cái tình trạng là giá Bitcoin có thể đi hàng ngang một thời gian dài, và chúng ta có thể có cái tình trạng là chúng ta chuyển qua một cái chu kỳ dài hạn hơn.
Điều quan trọng không phải là giá cả sẽ lên mạnh hay là xuống mạnh, mà điều quan trọng là các bạn sẽ có những cái chiến lược gì. Nếu như mà giá cả cứ tiếp tục đi hàng ngang thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ mua, bán hay là không làm gì hết? Và tương tự, nếu như đột ngột giá đi lên mạnh, các bạn sẽ làm gì? Và nếu đột ngột giá đi xuống mạnh, các bạn sẽ cần phải làm gì? Đây là những cái điều mà các bạn cần phải chuẩn bị trước. Tại vì tình bây giờ đã rất là khó nói. Chúng ta thấy là chúng ta đã bước qua một cái thời điểm hoàn toàn khác so với trước đây. Thuận thì chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn, cũng như là Thuận đã đăng một cái status mà nhiều bạn cũng hỏi Thuận liên quan đến là Thuận có đăng một status nói là đột ngột có rất nhiều người tấn công Bitcoin và crypto từ mọi phía. Lịch sử sẽ viết gì về chúng ta? Hold strong, diamond hand. Chưa từng thấy nhiều người dùng nhiều tâm trí tấn công một thứ mà họ không quan tâm, nghĩ là không có giá trị và sẽ tự sụp đổ. Có nghĩa là các bạn thấy được là những người mà lên tiếng tấn công Bitcoin crypto đó thì lúc nào họ cũng nói là đây là một vật không có giá trị, sẽ là một bong bóng, sẽ là vỡ, sẽ là sụp đổ vân vân. Nhưng mà các bạn thấy được là nếu như mà họ thực sự nghĩ là Bitcoin crypto không có giá trị, sẽ tự sụp đổ thì họ không có tốn nhiều tâm trí để mà tấn công một thứ mà họ nghĩ là sẽ tự sụp đổ, sẽ không có giá trị như vậy. Cho nên, tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một số những cái thông tin cuối tuần này liên quan đến tình hình là những ai đang nói gì về Bitcoin và những người mà có tầm ảnh hưởng. Cũng như là chúng ta nói tới một số những cái thông tin liên quan tới Bitcoin 401k là gì. Tại sao tôi nghĩ đây là thông tin rất là quan trọng? Và đương nhiên, không phải thông tin nào cũng xấu. Chúng ta có những thông tin cũng là cái sự tiến triển. Nhưng mà đương nhiên chúng ta cũng có những thông tin không được tốt như là thông tin liên quan tới là SEC, Ban Quản lý Chứng khoán của Thái Lan đã nói gì về những cái token NFT vân vân, cũng như chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin liên quan đến đương nhiên là Trung Quốc lại tiếp tục ra sức để mà đàn áp những cái nơi mà đào Bitcoin, thị trường crypto này. Chúng ta cũng có những cái thông tin nổi bật như là liên quan tới Bitcoin ETF, chúng ta có thông tin liên quan đến JP Morgan. Chúng ta sẽ nhìn vào những tài liệu liên quan đến là đồng Bitcoin và Ethereum nó di chuyển như thế nào trong cuối tuần này on-chain. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội đó, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này, tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram Channel, Facebook, Twitter, vân vân, để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Lưu ý, đây là những cái trang chính thức của Thuận Capital. Nếu như các bạn theo dõi một cái trang xã hội khác mà không có trên danh sách này thì các bạn cũng nên cẩn thận, tại vì đây là những cái trang chính thức. Những bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance, hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Margin Bybit vân vân, và những ưu đãi khác đó, thì bên dưới sẽ có những thông tin chi tiết cho các bạn, cũng như là ở phần cuối video này tôi dành thời gian để mà chia sẻ thêm với các bạn về những thông tin này. Thì trước hết đó, có nhiều bạn hỏi Thuận là tại sao mà trong cái thời gian này chúng ta lại thấy có nhiều những cái altcoin đi xuống mạnh hơn Bitcoin như vậy. Thì đây cũng là một điều có thể là nhiều bạn mới tham gia cho nên cũng thấy là lạ, nhưng mà đây là một điều đã xảy ra rất nhiều ở trong thị trường này trong vòng bao nhiêu năm qua. Mỗi lần mà thị trường nó không được ổn, không đổi xu hướng đó, thì chúng ta sẽ thấy được một cái hiện tượng, đó chính là tiền lại đổ ngược trở về Bitcoin. Chúng ta đang nhìn đây là cái biểu đồ liên quan đến cái phần trăm vốn hóa của những cái đồng trên thị trường như thế nào. Đương nhiên cái đường bên trên này đó, cái đường mà màu cam đó chính là cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin. Thì các bạn thấy được là vốn hóa Bitcoin đó từ cái ngày là ngày 6 tây tháng 6 năm 2021 thì các bạn thấy được là cái đường màu cam này đã có cái sự tăng trưởng từ cái mức là ngày 6 tháng 6 đó, từ cái mức là khoảng chừng 41% vốn hóa thị trường là ở Bitcoin, Ethereum là 19,34%. Bây giờ các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thị trường đó thì Bitcoin đã là 44,58%, Ethereum là 17,82%. Thì đây là điều cũng rất là bình thường mà thôi, tại vì tuy là nhiều người cho là thị trường crypto đã biến động mạnh, đương nhiên đó là điều đúng, các bạn thấy được là giá cả di chuyển rất là mạnh, nhưng mà trong thị trường crypto này đó, nhiều người vẫn cho Bitcoin đó là cái đồng mà nó ổn định hơn những đồng khác, là cái đồng mà được nhiều người lưu trữ, có lịch sử lâu đời, có hệ sinh thái tốt và có nhiều người tin tưởng. Cho nên mỗi lần mà thị trường không có ổn đó thì các bạn thấy được là sẽ có nhiều người họ sẽ dời tiền từ những cái altcoin, có thể là họ bán một phần nhưng mà phần còn lại họ có thể đẩy ngược cho về Bitcoin để mà bảo quản cái số tiền ở trong thị trường này. Đây là điều chúng ta cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều lần. Thực ra mà nói đó, altcoin phát triển mạnh khi nào? Khi mà Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh, sau đó Bitcoin đi hàng ngang ổn định lại, lúc đó là cái lúc mà altcoin phát triển mạnh nhất.
khi mà Bitcoin tăng trưởng thật là mạnh thì thời điểm đó Altcoin sẽ có tăng trưởng cùng với Bitcoin. Đây là điều chúng ta đã từng chứng kiến ở cuối năm ngoái khi mà Bitcoin đột ngột đi từ 10.000 lên 20.000 lên 40.000. Nhiều người thời điểm đó nói là tại sao Bitcoin lên nhưng mà Altcoin vẫn chưa có lên. Tại vì khi Bitcoin lên đó, thì Bitcoin vẫn là cái thương hiệu hàng đầu của thị trường này. Các bạn có thể hỏi nhiều người là có biết cái từ cryptocurrency hay là không, có biết tiền được số gì hay là không, hay là có nghe nói tới Ethereum, tôi nghe nói tới những đồng khác hay không. Thường thì mọi người chỉ nghĩ đến Bitcoin mà thôi. Bitcoin vẫn là cái thương hiệu hàng đầu. Khi mà Bitcoin tăng trưởng về mặt giá cả đó thì thu hút thêm nhiều người viết bài về Bitcoin, làm video về Bitcoin, phỏng vấn những người trong thị trường Bitcoin, dẫn đến là sự hứng thú tăng lên trong thị trường nói chung. Thì nhiều người mới tham gia vào, tiền thường sẽ đổ vào Bitcoin. Sau đó các bạn thì được chúng ta sẽ thấy cái tiền đó từ từ đổ vào những cái altcoin khi mà nhiều người muốn cái phần trăm lợi nhuận tốt hơn, nhiều hơn trong cái mùa tăng trưởng, thì người ta sẽ tìm kiếm những cái altcoin. Thì vốn hóa mới bắt đầu đổ về altcoin khiến cho altcoin tăng trưởng. Đó là cái thời điểm mà như gọi là những cái mùa altcoin đó. Trong một mùa tăng trưởng của Bitcoin có thể có nhiều đợt tăng trưởng altcoin khác nhau, nhưng mà khi mà thị trường không được ổn đó thì nhiều người sẽ nhanh chóng, một là rời khỏi thị trường, hai là họ sẽ đổ dòng vốn hóa về Bitcoin. Tại vì nhiều người đó vẫn tin tưởng nếu như mà bỏ một số tiền nào đó vào trong thị trường này, sau đó bỏ đi 10 năm sau trở lại, thì nếu như mà thời điểm hiện bây giờ các bạn hỏi Thuận, Thuận vẫn chỉ có thể nói là tuy Thuận rất thích Ethereum, rất thích Binance Coin, rất thích Cardano, nhưng mà nếu như nói là bỏ một số tiền lớn vào và không được đụng tới trong vòng 5 năm, 10 năm, thì tới thời điểm hiện tại, nhiều người, ngay bản thân Thuận vẫn nghĩ là Bitcoin là cái sự lựa chọn hàng đầu cho họ thời điểm hiện bây giờ. Cho nên mỗi lần thị trường không ổn thì vốn hóa sẽ dồn về Bitcoin. Đây một điều cũng là rất bình thường mà thôi. Thuận muốn chia sẻ tại vì có rất nhiều bạn hỏi Thuận về tại sao mà thời điểm hiện tại đó lại thấy có cái sự xuống giá của tất cả các đồng, nhưng mà những đồng altcoin lại xuống giá nhiều hơn Bitcoin. Tại vì bây giờ nhiều người đang lo lắng, họ không rõ xu hướng. Và đương nhiên các bạn thấy được là Bitcoin là một cái đồng đầu tiên, và Bitcoin đó có cái số lượng người tin tưởng rất là lớn. Có một số lượng người các bạn thấy được là cứ mua bao nhiêu năm qua mà không nghĩ đến chuyện bán. Có rất nhiều người đã tin tưởng tuyệt đối vào trong Bitcoin. Cho nên vốn hóa của Bitcoin đó thì có nhiều hodler hơn, có thể là giữ vững được tốt hơn so với những con altcoin khác mà không có được cái số lượng người tin tưởng tuyệt đối như vậy. Đây là điều mình thường có thể chia sẻ với các bạn về tình hình hiện bây giờ liên quan tới Bitcoin và altcoin.